nhau nhiều lắm ở trong trận đấu đầu tiên của xế đấu thứ hai. Quýt là người cầm Egypt, BB là người cầm Cho Son. Trong khi đó thì bên phía bên mình, chim sẻ là người được cầm Hitty và Minoan trong tay của game thủ He. Quân không khác nhau nhiều lắm trong trận này. Cho Son Min chém thì thực ra là cũng như nhau thôi. Lai rồi phải lai lại không Kami? Dạ không cần đâu ạ. Kami đừng đi đâu nhé, đang đỏ. Chuẩn quá thôi, em đi đâu, em ngồi đây bình luận đến hết hiệp, anh em yên tâm. Em ngồi đây bình luận đến hết hiệp, anh em yên tâm. Công việc của anh em là xem và like và share cho chim sẻ và em thôi. Cảm ơn mọi người. Hè ơi chỉ bậy thôi, các chú đang xem đấy. Chào bình luận viên Kami, chim sẻ em và tất cả anh em đang xem nhé. Chào Tuân Tốt Tính nha. Đây là trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ hai. Màn hình máy của chim sẻ cầm ít. Nhà rừng đã là nhìn có vẻ là ổn ổn. Còn đây màn hình máy của He. Trận đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên là một trận đấu mà He thì đã thể hiện được khả năng chém tốt của mình. Còn chim sẻ cũng là người thể hiện được khả năng cầm cổ trợ chủ lực tuyệt vời của mình rồi. Và hy vọng rằng hai em sẽ tiếp tục thể hiện được màn trình diễn đó ở trong xuyên suốt buổi tối ngày hôm nay. Tỷ số đẹp nhất vâng tôi muốn đó chính là 3-0. Bàn máy tới được game thủ He. Bài không đẹp lắm dành cho He. Quả đầu thì xấu. Như vậy là bên phía bên mình cả Sẻ và He đều đang chậm một dần so với đối phương. Như vậy là đây là hiệu đầu của game thủ He đã nhìn thấy. Đưa nó về với nhà chính của mình thôi. Thực ra tôi rất ít khi được có dịp bình luận cho He. Từ lâu lắm rồi thì phải. Tôi thì bây giờ mới nhìn được thấy thao tác tay của He thực sự nó vẫn đang là rất chóng mặt. Không có khung nhưng mà sợ là phải ra ăn ngoài xa. Sẻ đã hỏi He là một bài liệu rằng có khung không. Khung thì chắc chắn là khung được rồi, nhưng mà nếu như phải ra ăn xa thì rất khó để có thể mang nông dân về khung nhà được dành cho game thủ He. Sợ rằng là phải đi ăn xa và đập lô thôi, đó mới là vấn đề trong trận đấu này dành cho game thủ He. Còn về thế nhà thì không cần phải bàn nữa rồi. Một bẫy nhiều thứ hai dành cho game thủ He và bị bay ra, không sao cả, vẫn đánh lại được màn hình máy của game thủ chim sẻ. Đây là một bẫy nhiều vàng voi, rất nhiều voi dành cho game thủ chim sẻ. Đồ ăn là đã đủ rồi. Bài của sẻ là mắc bêu nhá, 5 voi cộng với một bẫy nhiều 4 à, nhiều 5 à. Như vậy là cũng đủ nhỉ, vâng chắc là vẫn sẽ khỏe thôi dành cho game thủ chim sẻ. Như vậy là bài đầu này thì sẻ sẽ ép đời tốt, còn He thì sao? Chúng ta cùng chờ đợi với một bài nghiệp thì He sẽ làm như thế nào. Thực ra thì khi mà được bình luận cho game thủ U98 rất nhiều thì tôi phát hiện ra một điều rằng là ép mở đời 13 đấy là cái năng khiếu đặc biệt của game thủ U98 đấy, chứ không phải là đơn giản. Và tôi tin rằng là He cũng rất khó để làm được điều đó. Bấy yêu đã được đưa về rồi, đây là bấy yêu thứ hai của He. He đang dò một bài rất rộng trong trận đấu này. Không biết là quả phụ sẽ ở đâu dành cho game thủ He đây. Rất có thể rằng trận này là He không sẽ khó khung được nhà khi mà sẽ có được một đạo nông dân đi đập lô. Vẫn đang chưa đủ đồ dành cho He trong trận đấu này. Tự bo là hợp lý nhất rồi, còn He sẽ phải bán máu thôi. Và như vậy là He sẽ bò cho chim sẻ một chiếc BB giữa hai cánh rừng. Đây là sẻ 23/28, sẻ thì ép đời với 23 nông dân hitty. Vâng, có vẻ như lối đánh ép đời hit dân đánh cung nó đang là trào lưu ra không nhỉ. Đây là chiếc BM BB và đây sẽ là chiếc BA của game thủ chim sẻ. Một bài đánh 10 sớm với 24 nông dân dành cho game thủ chim sẻ nắng. Như vậy theo tin báo về là chết một dân, như vậy là 25 nông dân và kích đời ở khoảng 11x 10-15. Đừng nói với tôi là chết dân vì câu voi nhé. Tù vãi chày. Như vậy nâng cấp chặt gỗ. Và như vậy là hơi nhỏ một chút nhưng báo về là chết dân cho sư tử. Mặc dù tôi không thấy một con sư tử nào trên màn hình máy của game thủ chim sẻ cả, nhưng tôi tạm hiểu là như vậy đi.
sẽ lên đời rất sớm. Thế nhưng mà hè là một trận đấu lên đời cực kỳ muộn. 25 nông dân sẽ kích đời ở 10 sớm thì hè sẽ người kích đời ở 11 rưỡi. Rất muộn màng tới được cái thủ hè. Quay trở lại với sẻ, cùng chờ xem trận đấu này sẽ cân bản đồ như thế nào. Như vậy là áp lực tới được cái thủ hè là không có nhiều. Đây con ngựa giò tới từ game thủ BB, nhưng nhà đã được khung kín rồi. Hè cần phải cẩn thận nhá. Và con ngựa giò đang phi thẳng sang nhà của game thủ hè. Một tình huống có được sự trợ giúp của con sư tử, ăn được hai dân của B. Nhưng bây giờ thì ngựa giò đang đến, ăn được hai dân của B cộng ba dân của B. Đây tình huống hit đan tới từ game thủ chim sẻ rất tốt, tận dụng được lợi thế trên dốc. Tuy nhiên rằng con cung tê vẫn nằm xuống như thường, không sao cả, con ngựa giò đã còn rất ít máu thôi. 24-44, đây một trận đấu một quyết chắc chắn đánh cùng, còn BB sẽ là người đánh chém. Ăn được ba dân của B lúc đầu, không biết rằng lên đời như nào. Như vậy theo thông tin báo về là Egypt chưa lên đời ở thời điểm phút thứ 10-31x, đồng nghĩa với việc quyết cũng là người kích ở 11. Quyết cũng là người kích ở 11 mà thôi, không sớm. Còn đây bàn máy tới được cái thủ nghe tham lại là 26-40. Trận đấu lên đời khá muộn nhưng chưa thể áp lực tới từ hai tới từ tay chém của đội bạn, đó là cái thủ vị. Khung vào, thêm một e nữa mới kín được. Và như vậy là kín, nhưng mà vẫn cần một e nữa thì mới kín hẳn bãi vàng. Bởi vì nếu không thì sẽ bị chọc xuyên. Chuẩn rồi. Như vậy đây là bãi vàng của game thủ BB. Rất tiếc rằng con ngựa giò của game thủ E là một con ngựa giò không công giáp. Chứ nếu như nó là một con ngựa giò ít nhất có cái công thì tôi nghĩ là sát thương sẽ lớn hơn nhiều. B đang làm cái gì đó mất tay và đang không chú ý tên tình huống chọc giò của game thủ E. Mất vàng chưa? Đây cần tờ, một tên cần phải rút ra. B có lẽ là chốt ngay một cái E ở bãi vàng. Tình huống 2L đều tới từ game thủ BB, rất nguy hiểm. 3 chém đang đứng thủ ở nhà tới từ game thủ BB. Còn đây màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Thằng hay soi tham thì tôi không cần phải nhìn, bởi vì không nhìn ra được cái gì cả. 35-44. Sẻ đã khen là chém đau nhờ. Mặc dù đã có giáp 2, BB vẫn đang cần đôi trận đấu này. Và những tình huống mài kiếm tới game thủ BB là cực kỳ thốn. Phải khả năng là phải 2v1 giết BB trước để chuyển thành thế 1v2 khi mà BB đang rất khỏe. Tham lai là 38. Chỉ sợ rằng khi quyết đẩy quân ra thì he là người chết đầu tiên rồi. Những tình huống hiện đang đàn rất tốt tới từ game thủ chim sẻ. B cũng đã chết khoảng 5-6 dân, nhưng từng đó là chưa đủ. Khi mà lực của B trong trận đấu này lên đời xong là rất khỏe. Trong khi đó đây là máy của he tham lai đang là 26 ở điểm này. Hai lờ sẽ cần phải vắt cực đều dành cho game thủ he. Vẫn đỡ được, chưa thể giết được hẹn ngay. Đang cần phải sang nhà của game thủ hè một tên tới được game thủ chim sẻ. Và đây là màn máy của sẻ. Sẻ đang muốn sang nhà của game thủ hè một tên. Và có lẽ rằng sẽ cùng đến với màn máy của hè để nhìn rõ hơn tên và hè bắt quân của game thủ hè. Một trong những game thủ có khả năng về nghe tốt nhất thế giới. 27-56, như vậy là theo tin báo về, He sẽ là người giền giữ, còn chim sẻ là người xô thẳng vào nhà của game thủ cầm quyết. Nhưng mà He đang rất gần với nhà của He rồi. Đây tình huống tôi nghĩ rằng sẽ là bắt quân dành cho cặp đôi của bên phía team Liên Quân 1. Nhưng cần phải bắt nhanh lên, không He mất dân. Vẫn đang cố gắng giữ tới từ game thủ hè. Còn đây màn máy của game thủ chim sẻ đang làm gì? Game sẻ quyết định là không về nhà đỡ, mà thay vào đó sẽ là một tên phi thẳng vào nhà của game thủ Cam Quýt. Tuy nhiên tên này số thẳng vào nhà Cam Quýt là chưa thể giết được Cam Quýt ngay đâu, khi mà Quýt đang có nở ra đến hai tên cung đỡ ở nhà của mình. Sẻ tham lai đang là 61-72. Thao tác tay của chim sẻ vẫn đang nhanh dần theo thời gian, và cần phải có một tình huống sang để có thể đỡ nhà cho hè khi không thể làm gì được game thủ Cam Quýt rồi. Sáu mươi bảy trên 76, Quýt cũng đang rất đông quân ở khu vực này. Theo tin báo về dường như khe rừng bị lọt và sẻ ra người mang nông dân ra để chốt. Như vậy là chốt luôn BC, một nhà cứng rất chắc chảy. Tham lai là 70 dành cho game thủ chim sẻ.
đèn hết tất cả các thứ rồi. Và đây là tình huống bắt quần, cố gắng bắt quần và mất ít nhất những gì có thể mất nào. Đây là tình huống lên dốc, chắc chắn là chó cùng cắn dậu rồi. Bi sẽ, xin lỗi anh em là Quýt sẽ đứng ở trên dốc và chơi lại xuống, cần phải đảo. Và đây là một tình huống ăn được cung đời của nghệ thủ Cam Quýt, nhưng phải cố gắng hạn chế mất mát tối đa. Một tình huống để, vâng, nhưng mà là để cái gì đây, không bắn cung R của game thủ chim sẻ hơi khó hiểu. Trong khi đó thì BB cũng đang rất đông ngựa chém ở trong trận đấu này. Vậy Quýt không có dân, timeline của game thủ chim sẻ đang một timeline to nhất. Và tiếp tục tấn cung R tiếp theo của game thủ Quýt đang được đẩy lên. Ở nhà của sẻ thì chắc chắn đỡ được nhà, mặc dù số lượng chém của game thủ BB thiêu vào là cực đông, nhưng nhà sẻ đã kín rồi. Một nhà chín chính mới dành cho chim sẻ, nhà chín tiếp theo dành cho chim sẻ để có thể xong dân. 71/96, trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ căng. Quýt mặc dù theo tin báo về là không có dân, nhưng nhà của Quýt cũng là một cái nhà cực kín. Đội bạn đang rất đông quân trong trận đấu này. Không biết rằng He còn khỏe không. Đây màn máy của cái đội He tham lai đang chỉ còn là 20. Tham lai đang chỉ còn là 20 mà thôi. Và tất nhiên rằng đây là một thế mà 1.5-2. Bơm tất tay vàng cho chim sẻ để sẻ có thể lên được đầu máu. Sẻ có thể lên được đầu máu cũng như sẻ có thể lên được máu cũng như là giáp 4 nếu cần. Tất cả các công nghệ cần phải được nâng cấp mắc lên. Nhà của He là một cái nhà kín, thế nhưng mà He lên đời hơi muộn. Và đây là sẻ, nhưng đội bạn đang rất đông quần. Hãy nhớ rằng chém của game thủ không, như vậy là chém của Bi vẫn đang là chém 2 mà thôi chứ chưa phải là chém 4. Tham lai là 82/102, vẫn đang chỉ là 4 này. Dường như bây giờ mới là cái bài thứ 5 dành cho game thủ chim sẻ. Chủ động sóc ra một tân dân để có thể khỏe hơn. Bây giờ là nâng cấp đầu máu. Và khi mà đã tăng A thì chắc chắn là sẽ không chỉ tăng 1A. Cái BA thứ 6 dành của game thủ chim sẻ cũng đang được đóng luôn. Các bạn tin báo về là Quýt đã là 40 dân. Vâng, B cũng đã sắp chết rồi. Liệu rằng sẻ có thể cân đôi được trong trận đấu này hay không? Đây là tình huống đẩy quân lên tới từ game thủ Cao Quyết. Rất đông quân. Xét về cung R thì cung R Egypt nó sẽ mạnh hơn cung R Hit một chút ở trong những tình huống giao đấu như thế này. Và đây là một tới tình huống mà game thủ chim sẻ bắt buộc phải mang toàn bộ cung R về để có thể đỡ. Và sẻ cũng đang rất đông quân, nhưng vấn đề rằng đang có BB hỗ trợ cho game thủ Cam Quyết trong tình huống ốp nhà. Sẽ là hơi vẫn sẻ có đỡ được không, đây chúng ta cùng chờ đợi. Đang là 50-50, sẻ đang đông cung R hơn so với game thủ Cam Quyết, nhưng Pi là người có chém đảo. Và không biết rằng thời điểm này He đang ở đâu, nhưng tuần này sẻ vẫn đang đỡ được cung R của game thủ chim sẻ. Đã có được đầu máu cực kỳ kịp thời, nhưng He là người mất dân. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Thực sự ông He chết một đống dân ở quanh nhà của game thủ chim sẻ. Bàn đánh máy của game thủ He tham lai là 5. Ở phim rồi, tham lai thì vẫn đang ở mức cân thôi. Sẻ đang to hơn so với Cam Quýt, nhưng Bi là người đang còn tham. Cùng xem trận đấu này sẻ sẽ làm như thế nào để có được highlight. Thời điểm này thì He đã chết hẳn. Và chắc chắn rằng là thế 1-2. Cánh rừng này là một cánh rừng rất nguy hiểm nhá. Khả năng là phải thôi đừng ăn cánh rừng nữa sẽ sẻ hẳn. Vậy E không? Những tình huống vậy E của game thủ chim sẻ. Cần phải vẩy E rát để có thể ăn được dân của Bi. Tình huống vẩy E cực kỳ đẳng cấp của game thủ chim sẻ. Vâng, cực kỳ rát tới từ chim sẻ, nó khiến cho Bi cũng đã mất một tuần tham. Nhưng đây là tình huống mà đội bạn đang có một tình huống vây bắt. Bi muốn Bi mất 5 nông dân, nhưng sẻ sẽ mất khá khá cung R. Và ngay sau khi mà sẻ mất tân cung R này thì đội bạn sẽ là một tình huống ốp quân tập 2 lên nhà của game thủ chim sẻ. Phải cố gắng cứu tân này. 95, 6A là chưa đủ dành cho sẻ để sẻ có thể đỡ nhà, cần phải có thêm BA. Tầm này thì cung R của Egypt cũng đang là cung R có đầu máu. Và tất nhiên nó sẽ tuyển hơn so với những con cung R của Hitty. Cánh rừng lên góc 12 giờ của sẻ đã mỏng rồi. Không biết sẻ có muốn thu vào cánh rừng ở phía bên trong không. Còn ăn như này là lủng luôn rồi. Làm gì đây? Hãy cùng chờ đợi xem. Phải chăng là ý đồ? Như vậy là bật 4 dành cho game thủ chim sẻ. Không đánh được, không đánh được đời 3 nữa. Không đánh được đời 3, pha về rất tốt của game thủ chim sẻ. Một tình huống vậy để bắt chém của BB nó là quá tuyệt vời. Rát vậy. Vâng, mỗi tội lấy gỗ thôi.
Mỗi tôi là Eco thôi, chứ nếu không thì đây là tình huống không bi cũng đã mất rất nhiều chém trong tình huống vừa rồi. Một pha vé cực kỳ bất ngờ của game thủ chim sẻ, tách quân bi và quýt ra làm hai hướng khác nhau. Đây là pha mở game thủ, vâng đây là một tình huống thủ rừng như tôi đã nói khoảng thời gian đầu tiên của khoảng thời gian vừa nãy của trận đấu. Sẻ cũng đang rất tỉnh táo trong việc có một dãy e ở phía bên trong để có thể thủ. Đào vàng nhiều hơn, sẻ đang muốn lên 4 thẳng. Nhưng áp lực của các thành viên bên phía đội bạn là rất nhiều. Lần này đang khá căng dành cho sẻ, khá căng dành cho người thủ chim sẻ. Chúng ta cùng chờ xem tên này sẽ đỡ được không. Quá đông quân, đội bạn không đánh đời 4 của chúng ta, mà đội bạn đánh một bài châu quân với chúng ta. Và tên này thì sẻ đang là hơi khó đỡ, phải mang đồng lượng ra đảo, nhưng tôi thấy vẫn là khó. Số lượng quân của sẻ đang ít hơn so với quân của Bi, chưa kể rằng chém của Bi cũng, xin lỗi anh em, số lượng quân của sẻ vẫn đang ít hơn số lượng quân của Quýt, trong khi đó thì vẫn có chém của Bi đảo. Thực sự quá đông quân tới là cặp đôi của phía Team Liên Quân 2. Các bạn thấy vừa mới có ý đồ đào được có 164 vàng thôi. Đội bạn đã làm tên ốp quần vào nhà của game thủ chim sẻ và trận này là một trận khoai rồi. Tỷ số rất là 1-0 ở trong trận đấu thứ hai dành cho các thành viên của phía Team Liên Quân 2. Cảm ơn 33, xin lỗi anh em, 37,7k người xem.